Bây giờ con Dạ. xin kết nối gì cô Thủy với lại kết nối với bác Tài. Dạ. Dạ, Cô con nói đi kính ạ. chào bác. Dạ, xin chào. Có nghe không? Dạ, con xin kính chào bác Tài ạ. À. Dạ, Dạ, bác có nghe không ạ? xin nghe rõ lắm, nghe rõ lắm. Dạ. Con kính chào bác Tài và con chào em Hồ. Dạ, con cũng theo dõi chương trình của bác từ được mấy tháng nay, từ khá lâu rồi ạ. À. Và con cứ tự động áp dụng theo những cái bệnh mà con có. Và con thấy tới nay con cũng đã ăn cháo, bán cháo gạo lứt nè. Rồi xích tiêu đậu nấu với phổ tan với ăn xích tiêu đậu, uống nước xích tiêu đậu. Rồi con ăn súp cá chép, cá cơm, con cũng có áp dụng. Và ăn tô số 5. Phải nói bệnh Và trước, phải nói bệnh trước cái này để coi nó có tác động thế nào, phải nói bệnh trước luôn. dạ, con cao 1m48, con tên là Thủy, 58 tuổi. Con tên Thủy 58 tuổi, cao 1m48, nặng 35 kg. Và huyết áp của con á, thì nó có lúc là nó chín mấy, lúc nó tám mấy. Rồi nhịp tim chín mấy trên 66 và 69. Có lúc thì nó trên 70 mấy trên 84 bác. Đó, nó thay đổi như vậy. Dạ. À, con cầu thì cũng khá chặt và nó chìm. Nó chìm bác ạ, à. Nó có khi nó hơi, có khi nó màu vàng, có khi nó cũng Cái không mạch, được vàng lắm. Dạ. nhịp đập tim bao nhiêu? Vì đầu tiên thì có lúc nó là 60 mấy, có lúc nó 70 mấy, lúc nó 80 mấy bác. Được 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 Dạ. nói tiếp đi. Dạ. Con thì con cũng biết là hỏi bệnh nhiều bác thì bác cũng đã nói nhiều là ăn theo quân bình âm dương, con cũng biết như vậy. Nhưng mà con cũng đã áp dụng. Con thì con cũng có nhiều những cái bệnh như là bệnh lupus ban đỏ bác ạ. Bệnh lupus ban đỏ này, bệnh cuống cổ và bệnh giãn tĩnh mạch. Rồi cái tử cung của con thì con cũng đã mổ cắt tại vì bị ca đó bác, bị ca ngay đằng đầu, đã cắt cắt tử cung và hai phần phụ với buồng trứng luôn bác ạ. Dạ. Rồi như vậy là con áp dụng như vậy mà con vẫn cứ sụt ký, con không có lên cân được, nên À, con muốn là vô chương trình để hỏi bác cho kỹ hơn, chứ đúng nhiều khi con tính là không vào, con chỉ nghe để con áp rồi, dụng thôi. tôi biết rồi, con đeo cái lưỡi đó, rất là tiếc là đến cô biết thực dưỡng quá chậm, cô biết thực dưỡng quá chậm, biết bao nhiêu bệnh rồi mới biết đến thực dưỡng, hơi chậm rồi, còn trẻ quá đi, rất là tiếc, rất là Con tiếc. 58 tuổi bác. À, thì cũng còn trẻ so với tôi 80 mấy rồi cái gì, còn trẻ. Giờ cô le cái lưỡi giùm tôi coi này, le mặt cho. À, tương đối sạch đó. À, tương đối sạch. Được lắm, được lắm. Nó gầy, giơ cái chỉ tay lên tôi coi, giơ cái Dạ, bác chỉ còn tay. cái này là tay phải nha bác. Tôi biết, đưa lên cao lên chút, nếu không thấy thấy cái ngón này. À, thấy rồi. Rồi, cái tay kia, À, rồi rồi thấy rồi. Hai cái đường như bên đại trường nó tương đối rõ cái đường đường ruột á, tức là cái tuổi thọ đó. Mình bên bói thì nó bói toán nói là cái đường mạng vận đó. Thì khoảng chừng lối 50 mấy 60 nó mờ hết hai bên, nó mờ đấy thôi, tới đây này nó mờ từ khúc này nó xuống này, nó mờ này. À, đường này cái đường này là đường mạng vận này, nó được nó sát khớp từ nhiều, nó đang sát ở ngón tay tay trỏ đó, phát từ ngón tay trỏ nó xoắn một vòng góc này. Sống bọc chốc này, là đường ruột đó, sống thọ đó, thì của cô nó mờ cái chỗ này, ở dưới này nó mờ, nó sẽ phải rõ lại thì nó mới khỏe được, nó sẽ dần nó rõ, 6 tháng nó thay đổi một lần, nó mờ nó rõ lại cái nét này, nó kéo dài xuống đây tới cô nó tới đây nó mờ này, tới đây nó Dạ đúng mờ, rồi, con bị mờ đúng à, hai bên đều mờ, không sao hết đó, rồi xong rồi, giờ mình sống cho nó khỏe, con cái rồi lớn hết rồi phải không? Con cái rồi Dạ lớn hết, thôi tôi vậy cũng con mừng rồi, mình xong cái bổn phận của mình rồi, là bây giờ nè. Bây giờ muốn cho nó bọc lên các cái nữa thì uống bán cháo 7 thành phần Dạ đi con đi, có uống. rồi Dạ cái ăn đó cơm con có trắng, biết đừng nói khi tôi nói ghi thôi, ghi chứ làm sao mà vừa nghe vừa nói được, đi Dạ. đi ăn cơm trắng cho tôi coi, ăn cơm trắng gạo 6 tháng gạo tốt á, gạo không gạo hữu cơ, đi đi ăn cơm. Rồi ăn cá Dạ. kho nghệ, cá cơm kho nghệ.
tự nhiên nó bình an đó, khi mình đang vui mình tự nhiên nó bình an hết, tự nhiên nó bình an hết, chứ không phải nó chữa bệnh, nó không có chữa bệnh. Tôi lặp lại rồi, ai cũng lầm lẫn là nó chữa bệnh, nó đang vậy để chữa bệnh, không phải, nó giúp cho cơ thể lặp lại quân bình âm dương chứ nó không có trị bệnh. Nhớ cái đó, điều đó là điều tiên quyết một, hàng ngàn bệnh hàng triệu bệnh đưa ra cũng vậy, nó không có trị bệnh gì trơn mà nó lặp lại quân bình âm dương nha. Và từ đó chính cơ thể nó điều chỉnh lại, nó chuyển hóa bệnh tật trở thành sức khỏe lành mạnh. Chị cô cũng khi cô mổ như giải phẫu như vậy là bao nhiêu lâu rồi, khi cô giải phẫu được bao nhiêu lâu rồi? 11 năm rồi bác. Thôi được rồi, thôi được rồi, đây cũng được rồi. À, ăn cơm trắng gạo 6 tháng, uống ván cháo ở Đức, ăn không có ăn luôn, tự nhiên là chua. Ăn ván cháo ở Đức tức là ngậm cho lâu tất cả trong miệng, muốn cho mập ra, ăn ít lại mà nhai thật ra cho nước nhiều bọt, nước bọt nó mới nuốt thì mới mập được. Và còn cái nữa, không hoạt động cơ thể lao động trong nhà thì không có thể nào mập được. Quét nhà làm sao cho ra chút mồ hôi thì tốt ha. Nếu đau khớp, nếu không có đau khớp thì đi bộ một chút nha, cho nó ra mồ hôi. Còn không thì quét nhà, lau nhà, giặt đồ trong nhà đó, làm trong nhà nó rất là tốt, nên làm lao động. Thì khi làm đó, chúng ta niệm Phật cầu nguyện và để tâm trí bình yên. Nếu tâm trí được rỗng ràng thì tốt quá, nếu thiền được trong khi đó thì tốt quá, còn không thì niệm Phật đừng quên. Ra đường không quen chúng ta khoan niệm ha, khi quen rồi mới niệm. Bởi vì mình niệm Phật ra đường mình nhớ tới tiếng niệm Phật không có chuyện xe cộ thì không quen. Sau đó mình ráng niệm Phật, khi nào mình rỗi rảnh đó, mình yên tĩnh đó, mình niệm Phật nhỏ nhỏ rồi khi quen rồi mình tỉnh mơ. Mình vô biểu niệm rồi mình ra đường mình vẫn niệm Phật được nhé, nhưng mà chưa quen thì quen nha. Nếu quen rồi thì nhớ niệm Phật để cho cái tâm nó an nhé. Niệm Phật cầu nguyện cũng được, nếu mà đạo Chúa thì mình cầu nguyện, cầu nguyện một cái gì hay vậy đó, một cái nhân nhân cái danh xưng nào mà mình thấy thích đó, ví dụ vậy đó, thì mình cầu nguyện hoặc là ví dụ như alleluia alleluia như đó, ví dụ vậy, như cái tâm yên là nhớ ra đường đừng làm. Khi mình giỏi lắm thì ra đường mình mới làm được. Uống ván cháo, ăn cơm vào lúc 6, ăn cơm trắng 6 tháng, gạo hữu cơ 6 tháng nha, không ăn gạo 3 tháng. Uống ván cháo vào lúc như là bia lao, ăn bia lao thêm cho nó khỏe. Bệnh nhiều lắm rồi nha, đến thực dưỡng hơi chậm rồi đó, hơi chậm không sao đâu, cái lưỡi sạch lắm rồi, lưỡi rất là sạch. Tôi gắng đi bộ niệm Phật, hít thở đi. Đánh đi, hít cách hít thở của bác sĩ Nguyễn Phát Nguyện, rồi hít thở sau đó dùng tôi. Ăn cơm ăn nhai thật nhỏ, ăn ít lại thêm một buổi, nãy giờ tôi nói rồi đó. Muốn mập thì ăn ít lại, nhai thật nhỏ để cho nó tiêu hóa trọn vẹn cái bữa đó, rồi chúng ta ăn thêm một buổi. Chúng ta đang ăn 2 buổi, chúng ta ăn ba chúng ta ăn 4, cách nhau thì 3 tiếng ăn một lần, thì 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng nha. Cứ ăn vậy đi. Có nhiều người nói 5 tiếng, tôi không ăn thịt cá lấy gì 5 tiếng mới tiêu, ăn thịt bò thịt heo là 5 tiếng mới tiêu, và ăn như tôi thì khoảng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi mới tiêu rồi. Rồi chúng ta ăn thêm một bữa nữa cho nó gầy đó, còn là uống thêm, ăn thêm ván cháo một bữa, là ăn ván cháo là gọi là kem một đứt nha. Và thì chúng ta chép đi cho nó tốt cho xương, chúng ta chép tuần 2 lần nước súp cá, không ăn thịt con cá cũng được, hay một chút thôi đừng ăn nhiều, hầm cái xương nó cho mục đó, ăn luôn nước súp cá chép hầm này, hầm tới 8 tiếng nó mới một cái xương đó, hầm trong cái nồi slow cook á, nồi slow cook ăn không ăn nghệ nhiều, ăn ít thôi, ăn vài ba miếng nghệ, ăn với bò rô huy hành cá kho đó, cá cơm kho nha. Hoặc là mình lấy cá cơm mình nấu cái nước đó, mình bỏ cái xác cá đi, mình lấy cái đó mình nấu chút lưu gương rau củ cầm con số 5 nha, mình uống và ăn thêm cái món này cho nó mập. Đậu hũ chiên dầu mè hút hết dầu, ăn như củ cải đạt gì, đậu hũ chiên dầu mè cho vàng hút hết dầu rồi ăn như củ cải đạt, củ cải sống chiên cái món đó đi. Nó có cái gì, nó không phải là động vật, nó cũng làm cho mình mập ra được. Bán cháo nha, bán cháo cho mía lao nha, cho mía lao, bán cháo 7 thành phần cho mía lao cho mập ra. Nhớ ăn tất cả cái gì muốn cho mập thì phải ra nước miếng cho nhiều rồi nuốt vô nha. Bản thân mình nè, ví dụ giờ chúng ta nói chuyện nhau chúng ta cũng làm được rồi, là chúng ta lấy cái lưỡi chúng ta lao cái răng ra, ra nước bọt nuốt vô, tức là sau khi ăn rồi lấy cái lưỡi lao cái răng nó, rồi đây nuốt nước bọt nuốt vô rất là tốt thì nó mập ra được nha. Nước bọt thì từ nào tốt thì đó, chứ không phải ăn nhiều từ nào tốt thì đó đâu, mà nước bọt chúng ta đó rất là tốt. Ngày xưa đó bên tiên đạo nói đó là cam lồ, bây giờ có thể như chúng nói từ đó bên tiên đạo cam lồ, nước cam lồ
tức là nước bọt, chín nước bọt rất là tốt, nhai 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 hoài chúng ta mới mạnh được. Dù có nhai chậm, ăn chậm, nhai nhai nhiều chút. Còn tất cả các cái ngủ được không là được rồi, tối ngủ được không? Dạ có bữa ngủ được, bữa không ngủ được bác. À, vậy thì cái ngủ được thì nói với anh con bò coi lại cái kiếp mấy đó, tôi nói rất là rõ rồi, rất là rõ. Ngâm mông lá cải, ngâm chân với muối nước gừng nè nha, tôi nói rất là kỹ rồi. Muốn cho tôi một viên nirogen, một gói canh dưỡng sinh với một vài loại thuốc ngủ mà bằng dược thảo, trong đó nó có cái này đây nè, nó có cái này để tôi lấy. Uống được tôi đem một viên Nirogil tăng lên hai viên, viên này tối thứ nhiên cũng một viên này, lấy một gói canh dưỡng sinh làm thành nước, khi một viên này tăng lên hai viên, rồi thêm một viên này tăng lên hai viên, nếu không có thì mỗi thứ hai viên, chị nhớ không gì? Nè đây này, hai thứ này với lại canh dưỡng sinh nữa nghe, với canh dưỡng sinh nữa, dưỡng sinh nữa, rồi nhớ không? Nhớ chưa? Còn nữa nè, nếu nó không yên, nếu nó chưa ngủ được thì nhớ ngâm mông lá cải hoặc là ngâm chân nước gừng với muối rồi mới uống cái này, sau 15 phút uống cái này để đi ngủ thì lúc đó sẽ uống bôi thêm cái này nữa. Melisa còn nhiều thứ nó có gì ngủ đó là ngon. Và bây giờ Việt Nam á, Việt Nam nó có một thứ mà quý vị có thể uống được tương đối cho hiệu quả lắm, nó là viên sủi an thần. Ghi đi, viên sủi an thần ra nhà thuốc tây mua có, rồi thêm cho tôi một viên ngủ được, chắc chắn ngủ ngon, cộng hết cũng được nghe, nhưng mà chúng ta từ từ, chúng ta đừng làm quá tốn tiền, mà nào thử cái này thôi, cái này với canh dưỡng sinh thôi nè, là ngủ ngon rồi. Có nhiều ngủ canh dưỡng sinh không đã ngủ ngon rồi, cái canh dưỡng sinh với hai thứ này rồi không ngon thì chúng ta uống thêm viên sủi an thần, uống cả cái này luôn, viên sủi cách sau đó chỉ khoảng 10 phút uống thêm viên sủi an thần, viên sủi an thần, cái gì ha, ngủ mới ngon, mới tốt, mới khỏe mạnh, mới mập được, nha. Rồi. Rồi, trên cầu hồn mấy giờ đang cầu hồn hả? Mấy giờ rồi? Dạ, 8:35 rồi. Mình ráng ra thành 2 tiếng, ráng thành 2 tiếng rồi, cũng vậy tới vậy thôi. Nhưng mình không có thêm được nữa, không mấy thì đã không xong buổi chủ nhật này, mình có nhiều việc quá. Nên mình thêm 2 tiếng là tối đa rồi. Dạ. Nhớ cô nhớ ha, bao nhiêu đó giờ cô hỏi đi, cô hỏi tiếp đi. Hỏi tiếp dạ, đi. Con hỏi bác ạ, bác cho con hỏi ạ. Hít thở, cái nhớ phơi nắng đi bộ, sáng sớm phơi nắng nghe nè, sáng sớm phơi nắng đi bộ, tối thì niệm Phật, ngồi thiền cầu nguyện Chúa, hoặc là học yoga. Đừng ăn gì trong câu số 3 và giới thích trong câu số 5. Nếu gầy quá thì coi câu số 20, đơn giản vậy. Dạ. Hỏi đi. Dạ, bác cho con hỏi ạ. Hỏi đi. Bác cho con hỏi ạ. Cứ hỏi, dạ. Cứ hỏi. Buổi sáng con có đi bộ phơi nắng, con có niệm Phật, con có đọc những bài sám hối, dạ, con có chỉ chú đại bi nữa, dạ, và cái đầu gối con hơi đau nên con không có đi bộ mà con đứng tại chỗ con tập, phải, là một... chính xác, dạ. Chính xác luôn, dạ, là một với cả cái trường hợp của con á, là con đã mổ cắt tử cung rồi thì con có ngâm đâu, con không ngâm mông lá cải được đúng không ạ? Ngâm chân nước gừng với muối. Nhưng mà chân nước gừng thì con bị giãn tĩnh mạch, con ngâm được không bác? À, nó lại có giãn tĩnh mạch nữa, lại vấn đề khác nữa. Một giãn tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch thì bôi dùng dầu mè với gừng, bôi dầu mè với gừng, vỗ chân và vỗ chân. vậy thì tôi uống được thêm cái này đi, giãn tĩnh mạch, uống được thêm Boniven, dạ. Boniven của Canada đó, uống được thêm cái này, giãn tĩnh mạch thì không ngâm chân nước gừng được, không ngâm chân nước gừng được thì làm gì cho tôi ngâm chân nước gừng được? Cái ngâm mông lá cải thì cũng e, tôi làm 11 năm rồi, 11 năm rồi cũng e dè, cũng phải sợ. Như cô nói đó, cũng phải e dè, dù là đã giải phẫu 11 năm rồi, phải không? Nhưng chúng ta cũng sợ thì vậy, làm gì cho tôi? Lấy cho tôi một tép tỏi hoặc là hai tép tỏi với một cái nửa cái củ hành giả ra. Một cái củ hành tây đó giả ra. Dạ. Giả, bỏ trong đó một cho tôi, một hai tép tỏi giả trộn cho nhuyễn ra. Rồi dán với lòng bàn chân á, để với lòng bàn chân á. Lấy một cái băng gạc cột ngang đó, rồi mang lưu vớ vô đi ngủ, nhớ không đó, nếu mà ngâm chân nước gừng không được, ngâm mông không được thì làm cái đó, thì có ho cũng hết ho, rất là tốt đẹp. Và cái đó nó tốt luôn cho cái, nó rút được chất độc trong cơ thể ra nữa nha. Củ hành cây với tỏi trộn với nhau rồi bó vô bàn chân, cái gan bàn chân đó, nhất là huyệt dũng tuyệt, rồi lấy cái băng gạc cột ngang đó, rồi đi lưu vớ mang.
rồi nó thấm rút nước khô hết rồi, nó rút khô hết. Nếu tỏi không thì nó phỏng nha, coi chừng. Nếu mà tỏi không thì nó giờ đi giờ lại nó phỏng. Còn nếu ho không thì lấy tỏi không thôi, không có củ hành nha. Củ hành nó rút được chất độc ra. Củ hành nó rút được chất độc ra luôn. Nhớ. Ho không thì chỉ tỏi không là được rồi. Không được trộn tỏi với lại củ hành, bỏ với lại mùng tơi. À, nghe để được ha. À, bị vậy anh Công Hầu nói cái qua cái loa, tại tôi không dám nói cái loa nữa, tôi ráng biết nói có nghe được không. À, nói một hồi cái bắt đầu rồi lên giọng sau nó mệt quá, nó xuống giọng riết rồi, là nó nhỏ quá nghe không được. Rồi. Dạ. À, hỏi tiếp đi ạ, à. Cô hỏi tiếp. Dạ, con hỏi bác lại là hồi nãy bác nói con là nếu mà ho thì chỉ là thì là tỏi không phải không bác? Dạ phải, dạ phải. Dạ. Không, nhưng mà nó phỏng nha, dạ. Nó phỏng, nó chịu phỏng. Dạ. À, dạ, để một chỗ mà. Phải kéo qua kéo lại kéo qua lại chứ để một chỗ nó phỏng nó giọt á, nó giọt ra. Dạ. Con hỏi bác thêm một câu nữa ạ. À? Mà bác cứ hỏi tôi xin uống nước miếng. Dạ. Dạ. Chị cứ hỏi đi Thủy ạ. À, bao tử của con á thì là cũng bị đau bao tử nặng, là bác sĩ nói là viêm 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 niêm mạc dạ dày chuyển sản, à chuyển sản. Và mỗi năm phải đi nội soi một lần thì có làm sinh thiết nữa. Mà con nghe bác Hưng nói là làm sinh thiết thì không có tốt. Thì như vậy con có nên làm theo thường xuyên không ạ? À? Mỗi năm không ạ? À, cái này là tùy theo quyết định của cô và tùy theo cái tình trạng của bệnh của cô. Nhưng mà cái bệnh của cô bạn thường dưỡng thì nó hết hết luôn. Bắt gì phải làm? Bắt dạ, gì dạ. Phải làm? Thì đây như đi sinh thiết là gì? Sinh thiết là lấy hết, mổ ra cắt hết một miếng thịt trong đây, trong cơ thể mình. Một chút xíu thịt để mình ta mới tìm được ung thư hay là không ung thư. Thì giờ chúng ta ăn đi cho nó đúng đi, à, chúng ta ăn cho nó đúng đi, rồi chúng ta làm sinh thiết, cần gì phải làm sinh thiết. Nếu làm sinh thiết thì cái đó là ngoài cái phạm vi của thực dưỡng rồi, mà đương nhiên là nó có nhất định là có thể nó có lợi nhưng có hại được trước tiên hết đấy, đúng không? Nếu mà không bị gì thôi đi làm chi, còn nếu bị bắt buộc phải đi làm, phải không? Cái tình trạng của bệnh. Nhưng mà cô ăn thực dưỡng thì nó hết, bắt gió gì phải làm, cô làm gì cho tôi đi. Anh cho tôi cái này hết rồi. Uống tinh mơ. Dạ, uống tinh mơ. Hết tuốt, không có gì đâu. Không ăn cơm và nước nữa. Dạ. Không ăn cơm và nước nữa. Mà uống ván cháo, ăn ván cháo và nước. Bị bao tử như thế rồi ăn làm sao nó tiêu. Càng ăn nó càng gầy vì nó không có tiêu. Đào nước rất là tốt nhưng cái dạ dày mình không như thế rồi. Tới nỗi bác sĩ mà bằng biểu đi sinh thiết đó là nó bệnh khá nặng rồi. Thì chúng ta làm sao mà chúng ta ăn cơm và nước được nữa. Nghe không? Chúng ta nó mập thì uống ván cháo rồi. Ăn mì số 3 nó lạnh liền tức thời, uống ăn mì số 3 rồi uống tinh mơ, uống dùm tôi còn cái nữa nè, uống bột rau củ trị viêm dạ dày số 1. Có hai số mua số 1 trước cho tôi, nhờ ta mua uống bột rau củ trị viêm dạ dày số 1, tôi gặp hai số, cái số 1 dùm tôi uống trước. Thật tốt. Hết tốt của gì? Hết tốt. Những người thực dưỡng không bị đau dạ dày, không biết đau dạ dày vì nó nhai rất là kỹ, nó ăn ít nữa. Rồi nó có cái sáng dây sáng sớm nữa, uống trà bình minh buổi sáng đi. Bữa nào đau quá đó thì đừng có ăn cơm nha. Ăn ván cháo vào đứt hoặc là uống trà bình minh thôi. Nếu nó đau, lành tốt mà. Tôi có biết đau dạ dày là cái gì đâu trời. 80 mấy tuổi rồi cái gì? Đau dạ dày là cái gì? Đó. Có chừng có gì sai lầm đó, coi câu số 3 là ăn đồ chiên xào không, ăn bánh mì hay là không, bỏ dùm cho tôi nha. Bỏ dùm cho tôi thì coi lại câu số 3. Tới ngày nay rồi mà cái lưỡi sạch rồi mà lại không chẳng không hết bao tử là một điều rất là lạ. Không có, nghe không gì? Không có. Người thương giả không? Người thương giả không có viêm dạ dày, quái gì hết trơn. Làm sao nó viêm được, ăn ít, nó nhai rất là kỹ, nhai thành nước rồi mới nuốt. À, và trong đó nếu bị thì ai cũng đang bị số 3, uống tinh mơ yên liền. Và còn nữa gì, ăn cá cơm kho nghệ đi, ăn cá cơm kho nghệ vừa thôi nha. Khi ăn nói chuyện thì ăn nhiều quá nó mất máu. Cái nghệ đó, nghệ ở nhà quê gì cắt mỏng nó ra rồi kho với cá cơm nha. Kho cá cơm rồi nó mau là hết trương gì. Còn nữa nếu nó đang đau thì uống giùm tôi, lấy cái canh dưỡng sinh bỏ vô miệng tấp nuốt hết đau đi. Lấy cái canh dưỡng sinh đó bỏ vô miệng tấp nuốt hết đau đi. Huyết áp thì hơi thấp, do đó bây giờ ăn trên cá đi, nếu mà mình ngọt nó không có lên được nữa đó. Nếu trường hợp cô mà không có lên được nữa đó, thì giúp mua cho tôi một gói trà bu. Vì nếu huyết áp không chịu lên, nhưng mà không sao nha,
Bởi vì huyết tâm thu của cô nó 60 mấy 70, nhịp đập tim cũng từ 60 mấy 80 mấy, không sao cả, không sao cả. Thì anh tìm cá nếu lên được thì khỏi uống trà bu, còn không phải uống trà bu với đậu đen. Sau này là thực dưỡng nó có cái đậu đen sẵn luôn, bỏ vô bỏ trà bu vô và nó không nóng được. Bộ đậu đen của gia đình của bên thực dưỡng làm đó, Nhật đó. Nó là một đậu đen uống luôn, phải có công nấu đậu đen khổ cực uống với trà bu. Còn nếu cô quá nó muốn cho nó lên thì thử uống cho tôi vài muỗng trà bu lúc buổi chiều đó, từ 5 giờ tới 7 giờ, một gói trà bu nấu nấu cái đậu đen xanh lòng 1/3 chén, nấu rồi nó bỏ vô 2-3 thứ, nấu đợi còn 1 lít nước còn cho nó đặc lại nó đắng đắng đó. Nước đậu đen nó gì rồi xong chua cái là hạ lửa xuống bỏ một gói một cái tea bag đó, tea bag một gói trà bu vô để thêm 5 phút tắt lửa rồi nha, đừng để nữa nó bay hơi hết, tắt lửa để cái nóng nó lên mình nó ra trong 10 phút rồi rắc chắc ra cho tôi chứ bỏ vô không gian mát tôi lại để dành uống một mớ mua mới để dành, khi muốn uống nữa phải lấy trà bu ra hâm đóng lại rồi uống cho được uống lại, rồi còn cái xác còn lại đó đổ vô cho tôi chừng khoảng độ 1 chén rưỡi nước nấu lần nữa nó ra được nửa chén nữa thơm lắm, cái gì đừng bỏ cái gì uống nấu 2 lần được thì nó lên uống từ 5 đến 7 giờ, uống từng muỗng nha, uống từng muỗng thấy nóng thì thôi đừng để dành tủ lạnh, lấy ra lấy để thiệt sạch nha, để nguội rồi để tủ lạnh ngày mai muốn uống phải lấy ra chưng cái tủy lại uống lần nữa, cái gì chưng ấm lại cho chút xíu sen chút xíu nước để nó cạn. Nó áp tăng lên thuốc cái gì, thuốc nó chống luôn thư cái gì, nó chống luôn thư luôn cái gì, ta muốn chống luôn thư. Nhưng mà chỉ có cái là nếu mà đau gan không uống được nó dương, nó rất là dương. Còn nữa gì, còn có thể ăn chút xíu, ăn tôi một chút tách ca đi, bởi vì khi bác sĩ kêu sinh tiết ở dạ dày, ông nghĩ nghi ngờ có thể nó bị từ ung thư ở dạ con đó, có thể nó di căn, ông mới sợ, ông mới biểu làm gì thì ăn thêm một chút tách ca cái gì. Ăn bông cải xanh cái gì, bông cải xanh chống ung thư, uống như tôi nước rễ trà rễ củ sen già với rễ bồ công anh là ngủ ngon, rễ củ sen già không sao, không có rễ, uống giùm tôi củ sen già nấu nước uống đó là một. Rồi tôi về bồ công anh, rồi nếu không thì nấu củ sen già với lại cái chân rô bán để cho ngủ ngon và chống ung thư luôn, rô bán nó chống được ung thư, chống thôi nghe, hỗ trợ chống ung thư, nó chống không đúng hỗ trợ chống ung thư. Và cái rễ bồ công anh thì cả thế giới đều biết hết nó chống ung thư cái gì, trà rễ bồ công anh bác sĩ sợ đấy. Chúng ta rất cảm ơn ha, cảm ơn các vị bác sĩ cũng theo dõi tận tình mà bữa mình xin tiếp là không mong lo, nhưng mà theo chúng ta ăn bình yên thôi, chúng ta không làm nếu mà thấy nguy hiểm tới ngày nay mà không chịu lành cái bông dạ dày chúng ta lo rồi, chúng ta lo là không được, phải cho nó lành nha. Áp dụng hết cho tôi đi, mỗi ngày gọi cho trong hồ 1 phút rồi gọi cho tôi, chủ nhật tuần sau lên nữa đi, gặp tôi nữa, tôi nói nữa rồi gì ha, hỏi đi, hỏi thêm gì nữa đi. Dạ là con hỏi thêm là cái trà mu á thì bác hôm trước bác có nói là ốm thì không uống được trà mu, như vậy thì con có nên uống không bác? Cái gì hôm trước bác nói là những người mà xúc ký á ốm quá thì không uống được trà mu. Đúng vậy nhưng mà đây mình uống từ muỗng, nãy tôi nói vậy, không phải uống từ chén, uống từ muỗng cho huyết áp mình nó tăng lên chút thôi, có từ muỗng mà không sao. Sau đó mình bổ sung bằng quán cháo rồi, mình uống thêm quán cháo rồi, uống trà bình minh rồi, đó, mình ăn thêm một chút cái một ít nữa cái mì soba để cho cái dạ dày mình nó lành. Khi nó dạ dày nó yên rồi thì nó tiếp thu tốt thì mình mập lên trở lại đi. Ăn quán cháo 7 thành phần đi cho nó mập. Không lo, chúng ta giữ gìn của mình âm dương và chúng ta tiến tới là lạp cho mập ra, không cho gầy nữa. Đó, bệnh nó trở thành như là gần như là mãn tính rồi, cái gì? Bệnh của cô nó trở thành gần như là mãn tính rồi, nó chưa có cấp bách được. Nếu cấp bách thì chúng ta phải trở lại tùy. Dạ bác. Đúng chị. Dạ. Rồi. Dạ. Nhớ ghi cho dạ, kỹ giùm tôi. Rồi. Dạ bác ơi. Rồi muốn hỏi hôm nay. Dạ có. Dạ con biết là trễ rồi nhưng mà thôi ráng cho con một chút xíu ạ. Dạ cái bột rau củ chị Viêm dạ dày hổm dày có mua không có? Bên Tiến Khang không có. Mà có thể hỏi em Công Hầu cũng nói, không có. Nhờ anh Công Hầu nói anh Công Hầu mua giùm. Dạ con hỏi Công Hầu mà anh em Công Hầu nói không có. Còn thật là nó có nhưng mà là không có. Chứ làm sao giúp cho cô đây? Dạ thôi để từ từ cũng được bác. À thôi để từ từ cho nó đi. Tiếc quá. Tiếc quá nó có đấy. Dạ có. Dạ. Thôi để con hỏi là em Công Hầu sao ạ? À khoan đó nè, để tôi coi. Rồi tôi
Tôi hứa tôi cho cô 2 gói rồi xong. À. À. Dạ. Với cái này bác giải cho con câu nữa nha bác. À, cái này thì con cũng Nhớ cũng đó, anh coi còn là. còn nhắc tôi, nhớ còn nhắc tôi mới tôi quên. Dạ, cái này con hỏi bác thêm cái này nữa là cái phần tử, về tử tử cung của con thì đã cắt rồi. Nhưng mà 11 năm nay là mỗi năm cũng đều phải theo dõi một lần, cũng là đi tái khám, xong rồi người ta cũng nội soi, xong rồi người ta cũng phết âm đạo và sinh thiết không bác. Như vậy mình có nên làm không? Mà hôm nay thì nói chung là hai cái này của con, cái bao tử với cái tử cung thì bác sĩ nói cũng là đang ổn định, nhưng mà vẫn cứ phải theo dõi như vậy đó bác. À, cái chuyện này là phải của tôi nói rồi, nó dưới là bên bác sĩ á, à, nó dưới về tôi thì cô phải cho bên bác sĩ và cô quyết định như này, rồi cô thấy nó yên rồi thôi, mà không đi thì cô phải đi thôi, à, cô không dính thì không dính với thực dưỡng ra, tôi không dám trả lời. Hai nữa thì cô nhớ vậy này, nếu trong là cô không ngâm mông lá cải thì cô làm ơn cô thục, cô rửa bằng nước lá cải với lại cột tinh mơ cho tôi coi, đố nó bệnh nữa, tôi đố nó bệnh nữa, ngâm mông lá cải, ngâm mông lá cải thì rửa bằng nước lá cải, thục bằng nước lá cải xịt vô rửa âm đạo bằng nước lá cải, rồi lâu 1 2 bữa thuộc dùng đưa tinh mơ cho tôi, rồi xong đố nó bệnh nữa, tôi đố nó có ăn uống cho đúng đó, dùng tôi cái ăn uống được ăn tô số 3 nó mà trong rửa gì, vì những người mà ung thư lúc trước đó, mà mới dụ tư cổ tử cung, ung thư tử cung mà làm vậy nó còn hết mà, nó không biết cắt tử cung luôn mà nó còn hết mà. Không biết bao nhiêu người hết rồi, hỏi tôi không hầu đó, cứu hồi thì mình đã xong hết rồi, bây giờ chỉ giữ sạch sẽ thôi, cái làm sao bệnh lây nữa. Nhớ nha, thuộc rửa bằng nước lá cải, không ngâm được thì rửa rửa cho sạch sẽ, nước lá cải tốt vô cùng luôn, nó chống luôn cả ung thư luôn, và đồng thời lâu lâu một bữa thì lấy tinh mơ rõ nó rửa cho tôi một thịt, thịt cho tôi một lần, đó là sau khi ngâm mông lá cải 10 15 phút rồi thuộc tôi tinh mơ để vậy cho tôi luôn, thử một lần một cái êm như tôi sạch sẽ, cái bộ phận mình nó sạch sẽ vô cùng, không có bệnh tật gì, mình biết liền nó bệnh mình biết liền, nó có mùi lạ hôi các cái nó ra, những dịch âm đạo nó ra nhiều cái được, cứ xanh ra đỏ ra vàng các cái bạch mà huyết gì đó, mà nó ra huyết bạch đó huyết trắng đó, mà nhớ nha, khi ăn ăn cái củ cải trắng nhớ hết sức là sai lầm, khi nó khi ăn củ cải trắng thì nó ra cái huyết trắng, nó huyết xanh nhiều quá, cái trời chết rồi xuống cho ăn củ cải trắng thì nó ra huyết thư huyết trắng nhiều quá, không phải đâu, đó là thần dược đó, do đó anh nãy tôi có nói câu cho những người ăn chay là ăn đậu hũ chiên dầu mè hút hết dầu ăn như củ cải đạo, khi ăn vậy thì bao nhiêu huyết trắng huyết thương nó tống mẹ nó ra ngoài hết, kể cả đàm, xin lỗi cái miệng nói bạn đó, nó tống cả đàm ra nữa, nó tống huyết trắng ra, nó là cứu mạng mình chứ không phải là ăn nó mà nó ra huyết trắng đâu, mà nó tống huyết trắng và đàm ra ngoài luôn, tất cả dịch trong phổi á, tất cả những cái loại có lipid đó, nó tống ra ngoài kể cả dầu, kể cả chất dầu, hay quý lắm đó, quý vị cũng cải trắng tìm được củ cải trắng hữu cơ, nhưng trồng bây giờ có nhiều nơi lắm rồi, nhiều nơi trồng củ cải sạch đó, không có phân hóa học nữa, nhớ nhớ nghe, đừng có sợ củ cải trắng không ăn Dạ con nhiều biết nhưng mà cũng phải ăn, hết sức sai lầm, có nhiều người trên mạng nói ăn củ cải trắng coi chừng ung thư, coi chừng ra huyết trắng nhiều quá chết bây giờ, ôi trời ơi, nhờ nó cứu chúng ta đó, nó là la bạch, kiếm y học cổ truyền cứ nói là la bạch, nó còn yếu tính năng nó cũng dữ rồi nhưng mà nó còn la bạch tử nữa, nó ghê gớm, la bạch tử nó mạnh hơn, tức là hạt củ cải trắng nó còn mạnh hơn nữa. La bạch tử thì chúng ta không dám dùng, nó nóng quá rồi biết cách dùng, nóng quá nó tống dữ dội luôn, thành ra nó là một thần dược, nó là một thức thức ăn thực vật mà trời ban cho chúng ta, giống như củ cà rốt phải biết dùng, ăn nhiều thì quý, bây giờ tất cả các gì ăn nhiều nó đều lật ngược ra lại, nên hồi xưa bác dân có khi mà gặp tôi nói là con muốn học gì con muốn quên gì quên, không được quên cái câu của tiên sinh một câu, nó là la quantité tue la qualité, la quantité tue la qualité, là cái lượng ăn nhiều quá anh sẽ giết chết cái phẩm, có một thứ gì rất là tốt mà chúng ta ăn nhiều quá thì nhất định là nó lật ngược phản tác dụng, ăn nhiều quá thôi, ăn quá trời đâu được, nha, ăn vừa đúng thôi, một ngày độ chừng 15 25 gram là tốt rồi, 1/3 củ cải trắng là nhiều được rồi, nhé, 100 gram, 50 gram được rồi, ăn từ từ tăng lên, tôi gọi là vấn lộ, ăn làm sao cho đúng, ăn làm sao cho đúng, uống bán cháo làm sao cho đúng, uống trà bình minh làm sao cho đúng, thì trong Đông y có cái từ rất hay gọi là gì, gọi là vấn lộ, vấn lộ, vấn là hỏi thăm, lộ là con đường, chúng ta uống một chút trà bu một muỗng, chúng ta hỏi không biết đúng không ta, không đúng thì đừng uống nhiều, không đúng không ta, hỏi, dạ thưa chỉ cho con đường đi, thì chỉ con đường mà đi khúc rõ được, lại vấn lộ hỏi nữa, dạ thưa con đường này đi đúng không mà nói nữa, còn đừng đi cái rẽ đi trở lại không kịp,
Tại nó uống chút xíu trà muối rồi bạn ăn chút xíu củ cải trắng, thấy cơ thể nó tốt ra, càng ngày thấy càng khỏe, rồi chúng ta tăng lần lần cái lượng nó lên, gọi là vấn lộ. Vấn lộ là hỏi thăm có đúng hay không rồi tiếp tục đi, nhớ không? Vấn lộ chứ đừng làm cái đùng, nó uống một đống trà muối vô một ngày uống 2-3 chén thì nguy to rồi. Từ muỗng chúng ta đi lên, từ đi bộ rồi nó tiếp tục tới đi chạy, chưa có đi bộ mà đi chạy đua thì chập té dập mặt, té dập mặt luôn, phải không? Cái gì cũng tập, tập từ từ, ăn từ từ, dưỡng cũng vậy, ăn từ chút từ tăng 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 từ từ, nhai cho kỹ, nhớ nước bọt, hít thở và nước bọt quan trọng vô cùng, quan trọng còn hơn cả thức ăn. Cái gì không có làm sao nó tiêu thức ăn, không có làm sao nó tiêu được thức ăn, nước bọt, hít thở và không khí và ánh nắng mặt trời. Những cái bài anh Công Hồng đã lặp đi lặp lại nhiều, bác Hưng cũng lặp đi lặp lại nhiều. Bác Hưng biểu thay đổi môi trường đi, đừng có làm vậy đó, làm ơn thay đổi môi trường đi, là nó cứu mình đó gì, nhớ không? Thay đổi môi trường rồi, hỏi nữa không? Dạ bác đáng ơi, nhiên đúng là tôi nói một câu nữa hết bác, rồi, tất nhiên không là biết tôi là không nhớ hết trễ lắm được. rồi, À, dạ rồi không biết là trễ đâu rồi, một câu này nữa thôi bác. Dạ con có một đứa cháu đó bác, nó bị lạc nội mạc tử cung, bị đau bụng kinh dữ dội, nó thường uống rau ngót xay với nước cốt dừa tươi thì thấy rất là tốt và không bị đau bụng, mà như vậy thì có được không bác? mà thôi đừng hỏi tôi cái đó cái gì, cái lạc nội mạc Dạ tử cung là nó thiệt cô, bây giờ nếu mà trả lời nó thì cả cùng phải tốn như cô khoảng 1 tiếng rưỡi nữa, dạ con biết, bao nhiêu người đã nhưng mà hết chị rồi hỏi không trả lời được nữa câu này, nó sẽ là đề tài của cái gì tới, mà thưa không phải tôi xấu đâu, tôi nói rồi cái gì dạ hỏi dạ câu dạ hỏi dạ đó, tôi nói về lạc nội dạ mạc tử con cung biết ạ. và có tôi nói là tôi gặp lại, tôi gặp 3 người cuộc đời, tôi gặp 3 người lạc rồi, 4 người thôi, mới đây người nữa là 4 người, 4 người lạc nội mạc tử cung rồi, cái gì có 1 người cắt hết như cô đó, giải phẫu hết rồi thì gặp tôi thì khóc vì 2 người kia không có cắt cái gì, 2 người kia lành mà không có cắt, con người sau này trách tôi là đi 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 uống nước đường lại bị bệnh lại, tôi có nói rồi cái gì, tôi có nói về lạc nội mạc tử cung rồi, tới nay gặp tôi trên thế chỉ có 4 người thôi, chặt một cái đề tài lớn và nhớ, tôi nhớ là coi chừng trong trường hợp đi tới vấn đề mà bệnh mãn tính là cấp tính nó đau tới nơi rồi các cái, thì cái này nó ngoài cái tầm với của thực dưỡng rồi, nó cái gì mà thực dưỡng nó chỉ là hỗ trợ mà thôi, hỗ trợ mà thôi, tức là phụ mà thôi, chứ không phải tôi lấy thực dưỡng là chính luôn, hết đâu cái gì, hết đâu cái gì mà không dễ chút nào, cô phải có cái bổn phận là nếu cô nhẹ rồi đó, cô hết bệnh rồi thì cổ sẽ nhìn cô cái gương của cô thì sao là cổ hết, còn không cổ chỉ tạm hết mà thôi đó. Nếu bây giờ cô làm sao muốn cứu cô đó thì cô hết bệnh trước tiên, cô mập bệnh ra khỏe mạnh ra thì cô sẽ cứu được người đó, chính cô là người cứu, tôi sẽ chỉ cho cô để cứu được người đó, thì cô thấy cái gương này cô hết bệnh cô tin được, có ai muốn còn không thì khó rồi, làm đâu mà tôi cũng chính cái cơ thể chúng ta ăn cơ thể chúng ta, chính cơ thể mình nó đã ăn cơ thể của mình, nó khó thế đấy. Ấy một đề tài và bạn cần 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi, tôi đã nói rồi cái gì coi lại đi, tôi nói rất là kỹ rồi, ăn đi, ăn của mình ăn dương nó cũng đỡ gì, và người đó nếu không có giải phẫu thì ngâm bông lá cải đi, sụt tinh mơ đi, thuộc tinh mơ đi, ngâm bông lá cải nhẹ liền, và cái vụ uống nước dừa thì đây trong cô nhớ nè, ở trong thực dưỡng câu số 3 nó có cấm ăn cái cây đó, nó có cái nước cốt nước dừa rồi anh không được, đối thực dưỡng không được nha, tôi nói đối với cái kinh nghiệm của dân gian tôi nói là có thể nó đúng đấy, nhưng mà đối với thực dưỡng tôi thì tôi không có sử dụng nước dừa nhiều, trong cái cây mà cái dừa là cái cây mà nó cấm toàn bộ cái cây thì, sẵn cái này nữa thì tôi cũng lặp lại câu thứ gì mà bác Ngô Thành Nhân lúc đó gặp tôi nói là con không được quên suốt cuộc đời, con không được quên câu thứ nhất đó là câu nãy là quantité tuer la qualité, nếu mà nói thì tiếng Anh thì nó là the quantity kill the quality, tức là cái lượng giết chết cái phẩm. Câu thứ gì của bác Nhân là tôi xin dặn nữa lúc mà ở ngoài Đà Nẵng, thì còn câu nữa là ne pas toucher les fruits, ne pas toucher les fruits, đừng có rời đến cái cây, toàn bộ tất cả cái cây không có ngoại trừ cái cây nào, không được rời đến, tôi phải ăn nha, toucher là rời, to touch rời, không cho rời thì nghe là đối thực dưỡng nha, đối thực dưỡng thôi, tôi không nói là đối với những cái những cái đối chữa bệnh khác, đối thực dưỡng thôi, không cho rời cái cây. Rồi thấy ha, còn nếu coi lại đi, coi dùm tôi cái lạc rồi bảo tôi cung tôi đã nói rồi, thì sau đó chú được từng tới làm ơn lên cho tôi coi chỉ tay, cho tôi coi rêu lưỡi ít nhất, nếu mà tôi không có chân bạc được nha, có thể giúp được, bà cô đã phải đem mở cái máy ghi âm ra để khi tôi nói thì thu hết vô trong đó, thu hết vô trong đó rồi trong thu rồi mở ra nghe đi nghe lại ngoài, khó lòng khó lòng.
cô thì yên rồi, cũng nặng đấy, nhiều bệnh nặng đấy, mà cũng tạm yên rồi, còn chính cái người đó mới là khổ. Bây giờ nó đi vô trong cái dòng mình, nó trở thành cấp tính rồi, cái gì mình đang trở thành cấp tính thì thực hiện chỉ hỗ trợ mà thôi, sợ là buồn rồi cái gì, tôi sợ là buồn. Còn cô thì chậm chậm một chút rồi, nhưng mà nó trở thành phản tính rồi, chúng ta lo mà không lo lắm nha. Rồi, xin chào bạn nha.